Một Phật tử nữa hỏi, câu thứ hai Phật tử nó hỏi: hôm trước con có lên chùa, làng con cúng dường, thầy chùa có bảo con về nhà một tuần tụng kinh Phổ Môn, một tuần tụng kinh Dược Sư để gặp may mắn, thầy cho con lời khuyên con nên tụng kinh gì để dạy để gia đình nhà con được bình an và may mắn. Cũng không nên như thế. Phật tử đã phát nguyện tụng kinh Địa Tạng thì cứ tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng với kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, vân vân. Khi tâm chúng ta mà nhiếp tâm vào một bộ kinh thì công đức tụng kinh nào cũng như nhau hết. Nhưng mà giáo nghĩa ở trong bộ kinh thì nó có khác nhau. Có nghĩa cái giáo lý Đức Phật dạy trong mỗi kinh thì có khác nhau. Những công đức nhất tâm thọ trì đọc tụng thì như nhau, như nhau không có khác. Nhưng mà khi chúng ta học á, thì có thể tùy theo cái giáo nghĩa thấp cao mà chúng ta chỉ phân ra để học thôi. Ví dụ kinh Địa Tạng, Đức Phật để dạy cái nền tảng của đạo hiếu, dạy về luân thường đạo lý, dạy về phần làm con, phần làm người. Phần làm con người chúng ta phải đối đãi với gì? Với chúng sinh như thế nào? Phần làm con á, thì phải đối với ông bà cha mẹ tổ tiên ra sao? Thì cái đó chúng ta học ở trong đó. Xin thưa các quý vị, chúng ta học thuộc lòng kinh Địa Tạng, có thể là người thông minh có thể đọc vài lần là thuộc kinh Địa Tạng. Nhưng thuộc lòng kinh Địa Tạng á, đã khó. Nhưng mà làm theo kinh Địa Tạng á, thì cả một đời này vẫn chưa làm được. Thậm chí làm gì? Làm cả nghìn đời, nghìn kiếp theo, hàng vạn kiếp cũng chưa làm được. Không phải dễ đâu. Làm trọn vẹn được theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Lời dạy trong kinh Bồ Tát Địa Tạng nói, có thể chúng ta trải qua gì? Hàng A Tăng kỳ kiếp chưa chắc đã làm trọn vẹn được. Vì tất cả mười phương ba đời chư Phật á, đều từ kinh này gì mà thành Phật, đều từ kinh này mà thoát ly tam đồ chúng khổ, đều từ kinh này mà dùng nhân duyên làm con thuyền để phổ độ chúng sinh ở trong gì tam giới, ở trong ba đường khổ ác đạo đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đây là một cái bộ chân kinh. Chúng ta thấy là bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chứ địa ở đây là địa, có nghĩa là đất. Tạng có nghĩa là gì? Là cái kho tàng. Ở trong A, trong duy thức học gọi là chủng tử, gọi là A lại gia thức. Cho nên ở đây cái từ giải thích cái Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải là bình thường đâu các quý vị. Nếu mà giải thích cặn kẽ, tỉ mỉ, chính xác theo giáo lý của Đức Phật đó, Địa Tạng chứ này chính là cái đất tâm của mỗi mỗi chúng sinh, mỗi mỗi chư Phật cũng từ cái đất tâm của chúng sinh đó mà thành vậy. Quan trọng lắm. Tất cả hạt giống Bồ Đề từ được gieo ở trong gì? Gieo ở trong cái mảnh đất tâm Địa Tạng Vương đó. Bồ Tát là gì? Bồ Tát chỉ là một danh từ. Chỉ là một danh từ. Ở trong tiếng Phạm là gì? Là nói đầy đủ là Bồ Đề Tát Đoà. Tức Bồ Tát, nói tiếng Phạm đầy đủ Bồ Đề Tát Đoà. Tiếng Trung Hoa dịch là gì? Là giác hữu tình. Nghĩa của Việt Nam chúng ta hiểu là tức là giác ngộ cho các loại chúng sinh được giác ngộ, gọi là Bồ Tát. Các loại chúng sinh đang mê mờ đem chân lý, tìm mọi phương tiện để giáo hóa cho họ được giác ngộ, được giải thoát. Đó gọi là giác hữu tình. Đấy gọi là gì? Phiên âm từ Bồ Tát. Tiếng Phạm là Bodhisattva và tiếng Trung Hoa dịch là giác hữu tình. Đó cho nên chia sẻ ngọn nguồn của cái danh từ Địa Tạng Vương Bồ Tát ra, chúng ta thấy là không phải là đơn giản. Cho nên chúng tôi mới nói là tất cả mười phương ba đời chư Phật từ kinh này mà gì? Mà thành tựu. Mười phương ba đời chư Phật từ kinh này mà phổ độ rộng khắp chúng sinh là như thế. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là
khuyên Phật tử này là không cần là phải một tuần tụng kinh Phổ Môn, không cần là một tuần phải tụng kinh Dược Sư, để cho gì, để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mà cứ chuyên nhất một bộ kinh này khoảng một thời gian, chúng ta phát nguyện dài dài một chút, một năm hoặc 3 năm, 5 năm, 10 năm, vân vân. Bao giờ mà chúng ta thấy không chỉ học thuộc lòng bộ kinh này mà chúng ta còn phải thực hành được gì, được rất nhiều những lời Đức Phật dạy ở trong kinh này đã, đem áp dụng vào cuộc sống chúng ta làm được đã, thì chúng ta mới gì, mới chuyển sang bộ kinh khác. Đó. Chúng ta học là phải hành, học phải đi đôi với hành. Đó. Cho nên ở trong, ở ngoài đời gọi là học phải hành, học đi đôi với hành. Còn ở trong đạo gọi là tu tập. Tu có nghĩa là gì? Là sửa. Sửa cái gì? Sửa những cái thói hư tật xấu của mình trước đây khi chúng ta chưa học Phật, chưa tu Phật. Thói hư tật xấu đó là gì? Có rất nhiều, như là tham, tham lam. Tham thì Đức Phật nói là gì? Có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực và tham thủy. Tài là gì? Tài thì là tiền tài, là của cải. Sắc là gì? Sắc là sắc đẹp. Nam thì ham mê sắc nữ, nữ thì ham mê sắc nam. Hoặc là gì? Hoặc ham mê những gì? Ham mê những cái đồ dùng phải là đẹp mắt, thuộc về sắc, như là phải thích bộ quần áo đẹp, mái tóc đẹp, kiểu tóc đẹp, làn da trắng, vân vân chẳng hạn, cái túi xách đẹp, cái đôi dép gì đẹp, vân vân, cái đồng hồ đẹp, vân 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 vân. Cho nên đấy gọi là từ con mắt chúng ta nhìn thấy cái gì đẹp mà chúng ta thích, đó gọi là tham gì, tham sắc. Rồi cái sau tham sắc để tham danh. Danh tức là tiếng khen, chỉ thích người ta khen mình. Ai mà chê mình một cái là như là động vào tổ kiến lửa vậy. Tâm sân, tâm hận ầm ầm nổi lên, thậm chí là không kìm nén được, chửi bới, đánh đập, thề bồi, cãi cọ, đôi co lại với gì, với người ta. Đó là mình mất điểm rồi. Đó gọi là tham danh. Thì nó khiến cho con người ta không nhìn ra được cái chân lý sự thật. Vì sao? Vì những người mà nói những lời thật với mình á, thì mình thường hay ghét họ. Những người nói lời xu nịnh thì chúng ta gì? Yêu thích và muốn nghe. Cho nên á, rất khó để nhận chân được cái các sự vật hiện tượng chung quanh chúng ta ở trên cuộc sống này. Hay nói tóm lại là không nhận ra được chân lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật đã nói ở trong cuộc sống này. Tham thực. Thực là gì? Thực tức là thức ăn. Tiếng Hán là gọi là thực, tiếng Việt Nam chúng ta gọi là ăn. Tham thực tức là tham ăn. Tham ăn cái gì đây? Tham ăn ngon. Chúng ta cứ nghĩ lại xem chúng ta hết tham ăn ngon chưa? Hết chưa? Hết chưa? Tụi chúng ta hiểu mà. Đức Phật dạy ở trong kinh Nhân Quả nói này, tất cả chúng sinh đều có một cái lòng mong muốn, bất cứ là loại chúng sinh nào, đó là mong muốn gì? Mong muốn được sống. Và Đức Phật cũng nói thêm là tất cả các loại chúng sinh hữu tình đều có một sự lo sợ. Lo sợ gì? Lo sợ phải chết, lo sợ bị chết và lo sợ chết. Nói tóm lại lo sợ chết. Và tóm gọn lại, Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có một gì? Đều có một lòng ham sống và sợ chết. Tức là mong cầu được sống và gì? Sợ cái chết. Nhỏ như con trùng, con kiến, nó cũng gì? Mong cầu, ham sống và sợ chết. Lớn như con người, con trâu, con bò, con voi, vân vân, cũng có gì? Có lòng mong cầu, ham sống và sợ chết. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói rằng á, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy, như vậy là chúng ta thấy Đức Phật đã thọ ký chưa? Cho tất cả các loài chúng sinh đều có thể thành Phật. Nay chúng ta vì tham ăn, chúng ta sẵn sàng gì? Giết hại những vị Phật tương lai để ăn thịt, ăn cho khoái khẩu, ăn cho sướng miệng.
ăn một cách gì, một cách nấu chưa gì, chưa đã, mà là còn phải thích ăn gì, cách nướng. Ăn cách nướng chưa thấy gì, chưa thấy thoải mái cái gì, cái khẩu vị của mình là gì, thích ăn gì, ăn xào, ăn rán, đủ thứ. Chúng ta muốn chế biến ra đủ thứ để cho gì, để phục vụ cho cái khẩu nghiệp của chúng ta, cái khẩu vị của chúng ta. Đó, cho nên đó, tham thực dẫn cho con người ta vào chỗ gì, đọa xứ mà không biết. Người đời họ cứ nghĩ rằng á, con vật sinh ra trên đời này là để phục vụ gì, phục vụ cho con người. Con lợn, con gà, con cá, con chim vân vân á, nuôi ở trong gì, trong lồng, trong chuồng, trong nhà đó, trong trại đó, là để phục vụ cho đời sống của nhân sinh chúng ta. Rồi một ngày nào đó các quý vị sẽ thấy gì? Khi mà đọa vào trong A Tỳ địa ngục hay là các loại địa ngục rồi, các quỷ vương ở trong đó nó chỉ vào con người của các ngươi sinh ra là để cho gì? Cho chúng ta đâm, chúng ta chém, chúng ta gì? Chúng ta ném vào vạc dầu sôi. Chúng ta nghĩ sao đây? Các quý vị nghĩ theo một lúc nào đó, như trong kinh Đức Phật nói là có lục đạo luân hồi. Chúng ta phải tin lời Phật là có lục đạo luân hồi. Phật không bao giờ nói sai. Mười phương ba đời chư Phật không bao giờ nói sai. Không bao giờ lừa gạt chúng sinh, hay không bao giờ hăm dọa chúng sinh cả. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Vì vậy Phật nói là có địa ngục, chúng ta phải tin chắc là có địa ngục. Địa ngục ở đâu? Từ tâm đau khổ của chúng ta, từ tâm và thân chúng ta, tức là từ ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Ba cái nghiệp này, thân, khẩu, ý này, từ ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta tạo tác như việc ác. Nhân ác chín mùi, quả ác gì liền hiện ra. Tâm chúng ta thấy đau khổ, lo lắng, thì đó chính là gì? Đi vào nơi khổ đau, đọa xứ, cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì hiện lên. Chứ không phải do Phật, Bồ Tát, hay là không phải do thiên ma, hay là không phải do gì Diêm Vương, hay là không phải do Ngưu Đầu Ngục Tốt xây ngục như ở thế gian chúng ta này đâu. Thế gian chúng ta thì do con người chúng ta xây nhà tù. Nhưng mà cảnh giới địa ngục Đức Phật nói do tâm tưởng tạo ra. Nói như vậy nó hơi trừu tượng một chút. Tôi lấy một cái ví dụ chúng ta dễ hiểu. Chúng ta bảo có đau khổ không? Các Phật tử và các quý vị thiền nam tín nữ, các bạn trẻ, chúng ta nghĩ rằng có đau khổ không? Tôi hỏi bạn trẻ này có thể nói là thưa thầy không có đau khổ. Tôi hỏi vì sao mà bạn nói không có đau khổ? Thưa thầy, từ khi cha mẹ con sinh ra cho đến hôm nay, con đã gì 20-22 tuổi đầu là sinh viên năm 2 năm 3 năm 4 rồi. Con chưa từng bị ốm đau. Tức là không có khổ về thân. Con chưa từng bị phiền não vì bố mẹ con lúc nào cũng cung chiều, cũng yêu thương con. Con chưa vì bị nghèo đói vì con bố mẹ con cung cấp tiền của cho con đầy đủ từ khi còn gì, còn bé cho đến hôm nay. Con không túng thiếu một cái gì. Vân vân và vân vân. Cho nên á, bạn nói là thưa thầy con không thấy đau khổ. Nhưng mà bạn bên này bạn bảo đó, thưa thầy thực sự cuộc sống có đau khổ. Thế tôi hỏi vì sao mà bạn lại bảo thực sự cuộc sống có đau khổ? Bạn nói rằng thưa thầy, từ khi con lọt lòng đến nay, cha mẹ con suốt ngày gì cãi nhau, chửi nhau, thậm chí đánh nhau. Trong bữa cơm, thậm chí là gì? Gia đình cũng không được yên vui và hạnh phúc để ăn một bữa cơm chót lọt, không có tiếng chửi nhau, cãi nhau. Đó là gì? Đau khổ về gia đình. Con thấy gì? Rất phiền não, rất đau khổ. Con đã khuyên mẹ, khuyên cha hòa thuận với nhau, nhưng cả cha mẹ đều không nghe, mà thậm chí còn quay lại chửi con, thậm chí là gì? Đánh con nữa. Con thực sự thấy cuộc đời này gì? Có đau khổ hiện hữu ngay trong gia đình con. Từ khi sinh ra, bạn bè của con học hành có gì? Mỗi khi vào năm học, các bạn có bộ quần áo mới, có đôi dép mới, có cái cặp sách mới và có những quyển sách mới. Còn con ấy thì gần như từ khi lớn lên cho đến bây giờ chưa năm nào được gì vào trường, vào lớp được gì? Được cái cặp sách mới, được quyển sách mới, được bộ quần áo mới, được đôi dép mới, vân 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 vân. Cho nên cái gì con cũng thiếu thốn.
bao giờ con cũng là người đội sổ về gì, về đóng học, thường bị cô giáo là nhắc nhở suốt ở ở trên trường, trên lớp bạn A bạn B, đến nay về xin tiền đóng học sao vẫn chưa, thầy cô bảo hết hạn đóng học mà vẫn chưa đóng học, vì sao? Vì bố mẹ nhà con nghèo. Cho nên con thấy thực sự cuộc đời này là có đau khổ, là có sự thiếu thốn, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy hai cảnh giới, hai con người, vẫn là hai con người cùng trong một đất nước này, ở ngay cùng một thời điểm. Nhưng mà có người này thì nói gì? Bạch thầy, con thấy cuộc đời này không có đau khổ. Còn người bên này thì nói, bạch thầy, cuộc đời này gì? Thực sự có đau khổ. Vậy đau khổ ở đâu? Bảo cái hình tướng của cái cô bé bên này hay cậu bé bên này thì phải con lôi cái tướng, cái hình tướng đau khổ ra để xem. Nó tìm đi tìm lại, nó bảo không thấy hình tướng đau khổ đâu, chỉ thấy gì? Con thấy gì? Đau khổ trong tâm mà thôi. Hỏi cái cô bé này thấy ăn vui, bảo nó tìm cái hình tướng của ăn vui ra xem, hạnh phúc ra xem, tất nhiên nó không tìm được. Cho nên đau khổ không có hình tướng, vui vẻ cũng gì cũng không có hình tướng. Vậy mà con người ta, hai thế giới khổ đau và an vui hạnh phúc đó, chúng ta thấy hoàn toàn gì do cảm nhận của mỗi cá nhân một con người. Và chúng ta thấy ngay bản thân chúng ta, nếu chúng ta cũng đem gì, đem một cái lúc nào đó mà gia đình chúng ta có chuyện, hoặc cụ thể một lúc nào đó, hoặc chúng ta ốm đau bệnh tật chẳng hạn, vẫn là con người chúng ta, vẫn tâm thân này, vẫn trái tim này, vẫn bộ khối óc này, vân vân. Nhưng tại sao lúc đó chúng ta gì, nếu nằm bệnh trên giường, chúng ta thấy đau khổ vì không được tự do tự tại, đau khổ vì thân chúng ta gì, nó đau chỗ tay, hoặc đau chỗ chân, hoặc đau gì chỗ lưng, hoặc đau chỗ đầu, hoặc đau chỗ bụng, vân vân. Chúng ta thì đau khổ vì nó. Hoặc một cái nữa, tôi lấy một cái ví dụ, ví dụ như cái chuyện một đôi nam nữ yêu thương nhau chân thành, nhưng mà bố mẹ của một bạn nam, một bạn nữ không đồng ý cho lấy nhau chẳng hạn, cản trở nhất định không gì, không cho lấy nhau, không cho đến với nhau, mà ép phải gì, phải bỏ nhau chẳng hạn, thì chúng ta thấy cả hai bạn trẻ đó đều gì, đều đau khổ đến tột cùng. Người xưa nói không có một sự đau khổ gì, họ nói trên thế gian chúng ta nhé, không có một sự đau khổ gì bằng gì, bằng sự đau khổ của người thất tình. Chúng ta thấy có khi bố mẹ chết nó đau khổ đấy, nhưng mà nó không đến nỗi để đau khổ đến như là gì, như kẻ thất tình đâu. Bố mẹ chết nó chỉ đau khổ, nó khóc tu tu và nó là bố ơi mẹ ơi con thương lắm thì thế này khác, nhưng mà thất tình nó gì, nó sẵn sàng nhảy sông nhảy cầu nhảy lầu để uống thuốc chuột để tự tử, thắt cổ để tự tử. Chúng ta thấy có rất nhiều những kẻ si tình, thất tình, nhảy sông nhảy cầu nhảy lầu thì uống thuốc chuột để tự tử vân vân. Nhưng mà bố mẹ chết á là cái sự đau buồn, đáng lẽ nó phải là đau buồn nhất, nhưng có thể nó chỉ khóc qua loa một vài ngày lại xong, nó lại cười đâu vào đấy, nó lại cười tươi đâu vào đấy. Nhưng mà thất tình có khi năm này qua năm khác nó thì nó chưa hết. Những kẻ si tình có khi cả cuộc đời nó chưa hết được, nó chưa quên, chưa hết được. Thì cái đau khổ đó có hình tướng không? Bảo lấy cái đau khổ kẻ thất tình ra để tôi xem, chắc chắn không ai lấy được. Vậy địa ngục ở đâu? Địa ngục ở chỗ đó. Địa ngục chính là ở cái chỗ đó. Đối với kẻ không si mê, không thất tình ấy, thì họ có đau khổ với chuyện đó không? Không. Đối với người có trí tuệ là thôi, đấy là nhân duyên. Hai người yêu nhau mà cha mẹ thì không cho lấy thôi, ra quán uống cà phê với nhau rồi thôi, cha mẹ không đồng ý, thì chúng ta có yêu nhau thì cũng không đến được với nhau thì thôi, chúng ta thì không thành duyên. Vợ chồng thì chúng ta là bạn với nhau, những người có trí tuệ họ như vậy, họ xử sự với nhau như vậy, chúng ta là bạn, hai người bắt tay nhau là bạn và mong cầu chúc ra gì, anh sẽ tìm được một người con gái mới, người con trai nói gì, cầu chúc cho em cũng tìm được một người gì, bạn trai mới, và chúng ta làm bạn với nhau. Tất nhiên cái việc đó thật khó, nhưng mà người có trí tuệ, người có dũng khí cũng có người làm được điều đó, có người làm được điều đó. Thì chúng ta thấy địa ngục không có ở trong gì? Ở trong tâm của họ. Người có trí tuệ, có dũng khí, họ gì? Họ sẵn sàng gì? Vì họ cảm thấy là không thể, bố mẹ hai bên không cho, họ thấy cảm thấy như thế, không thể cưỡng lại được bố mẹ. Họ nghĩ cái đạo hiếu là đặt lên trên hết, vân vân chẳng hạn. Hai đứa gì? Sẵn sàng là thôi.
hai người đi tìm cho mình một nửa đời còn lại khác và coi nhau như người bạn, thì cái trường hợp đó họ dùng trí tuệ, dùng lý trí để vượt qua cái tình cảm nam nữ si ái đó. Rồi một thời gian cả hai đều tìm được cái nửa bên kia của mình. Vậy là họ gì? Họ không bị khổ đau ở trong địa ngục tình ái. Còn kẻ si tình kia thì cứ vẩn vơ si tình thì khổ đau trong địa ngục tình ái. Đấy gọi là địa ngục trần gian đó các quý vị. Thì ở trên trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói địa ngục là không phải do Phật hay cũng chẳng phải do gì Diêm Vương, Thập Điện Diêm Vương hay là ma quỷ tạo ra, đều là do tâm mình tự cảm lên. Cho nên chúng tôi mới nói rằng nếu mà chúng ta mà cứ tạo tác bởi cái khẩu nghiệp thích ăn gì, ăn ngon, giết hại chúng sinh mà ăn. Như kinh Địa Tạng nói là chính là mẹ của tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, hai đời, kể về hai đời, hai kiếp, hai tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng đều có người mẹ gì, người mẹ ác, thích nói lời ác, thích hành động ác, và đặc biệt là thích ăn gì, thích ăn máu huyết trứng thịt của các loại chúng sinh, chim cá ba ba vân vân, cua ếch nhái vân vân, thích ăn những cái loại như thế. Không chỉ như vậy mà còn thích ra thì ăn trứng của các loại đó nữa. Cho nên sau khi chết đi, bà bị đọa vào đại địa ngục. May là có gì, có đứa con của mình là hiếu thảo, nghĩ đến công ơn sinh thành vô lượng vô biên như trời bể mà gì, mà thân thừa đỉnh lễ cung kính cúng dường các đức Phật, cầu nguyện các đức Phật gì chỉ cho phương pháp để tu hành, để siêu độ mẹ mình. Và Địa Tạng này phải tu hành phát đại nguyện thì mới gì cứu độ được mẹ mình đó. Cho nên cái khẩu nghiệp về ăn uống gọi là thực ấy, nó đem lại cho chúng ta rất nhiều những tác hại nếu như chúng ta không biết gì, không biết kiềm chế nó. Có những vị thì lại đi nói rằng bạch thầy, chúng con thấy một số các sư, các hòa thượng, các đại đức tăng ni nói là gì, trong giới luật của Đức Phật dạy là không bắt buộc phải ăn chay trường, và dẫn một số những cái bộ kinh Nguyên Thủy và một số các kinh điển ra, kinh luật ra để nói là Phật không dạy, không bắt tăng ni Phật tử phải ăn trường. Đúng thế, Phật có bắt đâu, Phật không có bắt. Chúng ta thấy là quả thật là nói đúng, Phật không có bắt. Nhưng điều quan trọng Phật chỉ nói về công đức của việc ăn chay sẽ như thế nào, và tội báo của người ấy, ăn thịt sẽ ra sao. Và tự chúng ta gì, chúng ta suy nghĩ cân đong đo đếm rồi suy lường lấy là gì, ăn chay ăn thịt đó là quyền chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ là gì, ăn chay là gì, là yếu. Hòa thượng Tịnh Không ngày ăn chay gì mấy chục năm nay, năm nay ngài 89 tuổi rồi, mỗi một ngày ngài vẫn giảng, lên tòa pháp ngài giảng 2-4 tiếng đồng hồ cho tín đồ Phật tử và tăng ni Phật tử đồng tu khắp thế giới. 89 tuổi ngài vẫn bước đi trên đôi chân của mình vững vàng như một người trung niên 45-50 vậy. 89 tuổi ngài vẫn lên giảng, vẫn đọc sách, vẫn không phải đeo kính, vẫn đọc sách bình thường như thanh niên 20 tuổi. 89 tuổi trí tuệ của ngài vẫn không hao mòn một chút nào. 89 tuổi không có tật bệnh, không có phải đi viện để chữa bệnh gì như chúng ta. Ngài ăn chay, ngài tụng kinh, niệm Phật và giảng pháp. Cả đời của ngài gì, từ khi xuất gia này ăn chay trường, học Phật, niệm Phật, tụng kinh và giảng pháp. Rồi có rất nhiều người nữa cũng ăn chay, nhưng họ đâu có yếu. Chúng ta chỉ mất một thời gian đầu đó thôi, do cái thân thể của chúng ta nó chưa quen, giống như từ nóng ra lạnh, từ lạnh vào nóng ấy, kiểu như thế. Thì bắt đầu ở khi người đang ăn mặn thì chúng ta chuyển sang ăn chay một vài ngày đầu, một vài tháng đầu thì chân tay nó cứ run run này,
nó hơi đuối sức một chút và hơi gầy một chút, nó cứ run run như thế này. Và chúng ta nghĩ rằng ăn chay yếu thế này thì không thể làm được việc, ăn chay thế này thì không đủ sức khỏe, ăn chay thế này khéo mà chết sớm, vân vân. Nhưng ăn chay đúng cách, đầy đủ các chất rau dưa củ quả, nó cũng đầy đủ các chất hết. Chúng ta ăn chay một cách mà khoa học á, thì cũng đem lại sức khỏe chúng ta cũng không kém gì người ăn mặn bình thường, mà thậm chí chúng ta còn ít bệnh tật nguy hiểm hơn là người ăn mặn bình thường. Chúng ta thấy ăn mặn bây giờ có khi lại bệnh, gặp những căn bệnh quá ác nhiều hơn và chết nhanh hơn. Chúng ta thấy căn bệnh ung thư, các loại ung thư, các nhà khoa học, các nhà y tế họ nói rằng á, những người làm ngành y tế họ nói rằng 65 đến 75% là gì, các căn bệnh ung thư do gì, do đường ăn uống mà gì mà vào mà thành. Đó. Chỉ còn 25 đến 30% là gì, do các yếu tố khác bên ngoài tác động khiến cho bệnh nhân đó mắc căn bệnh ung thư mà thôi. Còn 65-70% thậm chí đến 75% những người mắc các căn bệnh ung thư bây giờ đều do ăn uống mà thành, tức là đều do miệng mà sinh ra. Chúng ta cứ nhìn lại đi, các loại hóa chất, hóa chất cho đủ vào gì, đủ vào các thứ, đặc biệt là các loại rau củ quả và các loại thịt cá bán ở trên chợ, trên thị trường bây giờ. Cho nên những cái loại chất độc đó nó chưa kịp ngấm hết đi, chúng ta lấy thuốc tăng trọng để nuôi con lợn, nuôi con cá, nuôi con gà, nuôi con vịt vân vân chẳng hạn. Nó ăn vào nó chưa kịp tiêu hết, chúng ta đã đè nó ra, giết nó, mổ thịt và ăn. Và cái loại thuốc đó thì chúng ta còn nấu chín đến 200-300 độ, thậm chí đến 1000 độ, nấu sủi, nấu sôi đến hàng nghìn độ nó cũng vẫn chưa chết, nó không mất đi, vì nó không phải là một loại gì vi khuẩn. Nó có thể nó làm gì? Một cái loại chất hóa học. Nó vào trong cơ thể chúng ta, vào cơ thể con lợn có thể nó kích thích cho con lợn béo, phù lên. Nhưng mà cơ thể con người chúng ta, cái cấu trúc tế bào của con lợn và con người chúng ta nó có chỗ khác biệt, có nhiều chỗ khác biệt. Cho nên vào có thể gì? Nó không làm con người ta béo phù lên, mà nó gì? Nó động về một chỗ, động một chỗ đó là chính là cái khối bào, cái khối gì? Ung thư đó. Cái khối tế bào đóng lại với nhau đó là ung thư đó. Cho nên chúng ta cũng phải xem xét. Vì vậy mà cái khẩu nghiệp ăn uống bây giờ chúng ta giữ được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Chúng tôi rất mừng là ở Hà Nội, thành phố Hà Nội, thủ đô đất nước Việt Nam chúng ta, trong khoảng 5 năm trở lại đây có rất nhiều những quán chay mọc lên khắp các phố, các ngõ ngách ở thủ đô Hà Nội. Nhưng khoảng 10 năm trước khi chúng tôi đang đi học á, tìm cả quanh quận Hoàn Kiếm chỉ được có 2 quán chay. Nhưng bây giờ quanh quận Hoàn Kiếm hay quận Ba Đình bây giờ có rất nhiều quán chay. Mà quán chay nào mở lên cũng đông khách. Là không chỉ phải các sư và các Phật tử đi ăn chay. Và bây giờ ở ngoài đời gì, già trẻ gái trai đều dắt nhau đi ăn chay, chay hết. Đặc biệt là gì? Các cô, các cậu còn trẻ trẻ đông trong độ tuổi 20, 30, 40 trở lại ăn chay rất nhiều. Ngày xưa bảo có khi các bà già mới đi, mới ăn chay. Đi chùa tụng kinh niệm Phật mới đi ăn chay, mấy thầy chùa mới đi ăn chay, hay là mấy người Việt Nam tụng kinh niệm Phật cốc mới đi ăn chay. Bây giờ các vị, chúng tôi có những một vài lần đến đi đại hội hay đi công tác đấy, vào quán chay đó chúng ta thì cả người nước ngoài cũng ăn chay. Đây là một cái tín hiệu đáng mừng cho gì, không chỉ Phật giáo mà đáng mừng gì là giới trẻ ở Việt Nam bây giờ biết ăn chay khá nhiều, đặc biệt khu vực phía Bắc bây giờ mới bắt đầu thay đổi. Còn phía Nam á, thì họ ăn chay từ lâu rồi. Truyền thống của phía Nam, ngày mùng 1, ngày rằm, những ngày chay, những ngày ăn chay ở trong Phật giáo và các tôn giáo bạn cũng vậy, họ cũng ăn chay rất nhiều. Chúng tôi nghe các thầy về nói cái ngày mà ăn chay, một ngày đặc biệt là mùng 1, ngày rằm, ở trong miền Nam đi ra chợ để khó mua được một con cá. Nhà có khách muốn ra chợ mua con cá để đãi khách ấy, có khi đi hàng mấy chợ chưa mua được con cá để đãi khách, vì những ngày đó họ chỉ bán đồ chay, mà dân chỉ ăn đồ chay, chiếm đến 98-90% người như thế, trừ vào quán hàng mặn thì mới có thôi, còn thì muốn mua ra chợ mua về nhà những ngày đó không bán.
Đấy. Mà những người bán á, những ngày đó họ cũng ăn chay luôn. Những cái người bán thịt bán cá những ngày đó họ cũng ngừng bán thịt bán cá, họ chuyển sang ăn chay. À, họ cũng gì cũng biết được nhân quả tội phúc, họ cũng biết sợ đấy. Chứ không phải là chúng ta nghĩ là họ không biết sợ đâu, cũng biết sợ, nhưng vì cuộc sống mưu sinh cho nên họ cố phải làm thêm một thời gian nữa để nuôi con ăn học hay là ổn định kinh tế gia đình, xong mới chuyển ngành nghề khác. Họ biết đấy, cho nên những người đó những ngày chay họ cũng không bán, mà cũng không bán những đồ đó mà họ cũng quay lại đi ăn chay luôn. Đó. Nhưng miền Bắc chúng ta thì bây giờ mới nhen nhúm cái vấn đề là gì, à, già trẻ gái trai, mùng một ngày rằm và những ngày gì, những ngày 10 ngày ăn chay trong kinh ấy, thì họ dẫn nhau đi ăn chay. Thậm chí là giới trẻ bây giờ chẳng phải là người học Phật tu Phật, họ cũng gì dẫn nhau đi ăn chay cho đỡ béo, để giảm cân, để được xinh đẹp, thôi cũng được, phương tiện. Họ muốn đỡ béo, muốn giảm cân, muốn xinh đẹp, và thôi được. Nếu mà ai muốn đỡ béo, muốn giảm cân, muốn xinh đẹp thì cứ ăn chay cả đời, mà Phật Bồ Tát cứ cho họ đẹp, xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng ưa thì càng tốt. Chúng ta thấy gần đây có một số những diễn viên, người mẫu, vân vân đó, nổi tiếng ở trên thế giới cũng như Việt Nam gì, bắt đầu chuyển sang ăn chay trường. Có rất nhiều những vị như vậy. Cho nên là cái nghiệp về khẩu gọi là tài sắc danh thực ấy, thực tức là ăn uống, tôi nói hơi nhiều một chút như vậy, để cũng là để sách tấn động viên khuyến cáo chúng ta, ai mà còn thích gì ham mê những cái nhục dục của chúng sinh, tức là thịt xương máu thịt của chúng sinh ấy, đè đầu cưỡi cổ giết mổ nó mà ăn ấy, thì cũng phải suy nghĩ một chút, động não một chút. Không có một ngày nào đó chúng ta xả bỏ báo thân này, tức là chết đi đó, thần hồn đọa vào trong các địa ngục khổ. Lúc đó ngưu đầu ngục tốt, ma vương quỷ sứ, nó lấy chày lấy búa lấy dao lấy kìm, nó móc mắt bẻ răng cưa thân đập xác chúng ta. Lúc đó chúng ta mới kêu la thảm khốc, thì nói rằng á, chúng mày á, sinh ra là để cho chúng ta gì hành hạ. Và nó cười khà khà, lúc đó chúng ta gì chả làm được gì đâu. Cũng giống như bây giờ á, con gà con lợn nó kêu gì, nó kêu, chúng ta bắt con lợn nó còn kêu, nó con lợn nó kêu là gì, ó éc 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 éc, nó kêu éc éc, là chúng ta lại nghĩ là gì, mày thôi kêu cái gì, tao đã nuôi mày rồi, bây giờ thì mày phải nuôi tao, thế đừng có kêu nữa. Và chúng ta vẫn cái gì, vẫn cứ đọc gì, lấy cái dao nhọn để, hoặc là cái dao để cắt ngang cổ nó, hoặc lấy cái dao gì chọc vào cổ nó tòi máu ra, thì chúng ta để lấy chậu để hứng và đi để ăn. Thì ngưu đầu ngục tốt, diêm la quỷ sứ ở trong gì, trong địa ngục, khi đó chúng ta có khóc có than thì nó cũng nghĩ rằng thôi mày đã tạo nghiệp gì rồi thì bây giờ mày ráng phải chịu đi, nhân mày đã tạo, bây giờ quả nó chín mùi rồi mày kêu cũng chẳng được nữa. Cũng giống như là gì, chúng ta bảo gì thôi mày nuôi tao, nuôi mày gì suốt cả mấy tháng nay, thì bây giờ mày nuôi tao đối với con lợn con gà kia vậy, và lúc đó chúng ta hối hận cũng không kịp. Cho nên đây cũng là một điều chúng tôi muốn cảnh tỉnh các quý vị, còn thích gì, thích ăn xương máu thịt của chúng sinh vì khẩu nghiệp gọi là thực đó, cho nên ăn cái gì Đức Phật nói thôi, nếu mà lúc chưa giữ gìn được 100% thì chúng ta cũng cố gắng tránh đi sát sinh, ra chợ mà mua cái đồ họ làm sẵn, mắt không thấy tai không nghe, và không gọi điện không báo trước cho họ, thế gọi là tam tịnh nhục. Thì có thể khi mình ta sơ tâm học đạo thì Phật cũng có thể khai cho như thế, nhưng mà tất nhiên vẫn chịu cái quả báo là gì? Đời này chúng ta ăn họ của họ một cân thịt thì chắc chắn chúng ta phải trả một cân thịt bằng cách này hay cách khác. À, nếu chúng ta không giết họ thì sau này họ cũng không giết chúng ta. À, cho nên ở đây đó là thực thùy, thứ tư, thứ năm là thùy, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Thùy tức là gì? Ngủ nghỉ. Ngủ nhiều á, thì Đức Phật nói ngủ nhiều thì làm cho gì? Lu mờ trí tuệ. Tức là gì? Không thông minh sáng suốt mà gì? Ngu đần, dốt nát. Ngủ nhiều nó thế. Ở ngoài đời thì họ cho là một ngày phải được gì? 6 đến 8 tiếng mới đủ. Nhưng trong nhà Phật thì một ngày thì cho gì? Ngủ 3 đến 4 tiếng là vừa. À, chúng ta thấy hai cách dạy, chúng ta nghĩ là có thể Phật dạy được phản khoa học,
Ngoài đời họ, trên khoa học cho là nghỉ đến 6 đến 8 tiếng một ngày, 24 tiếng đồng hồ thì phải được nghỉ ngơi, ngủ nghỉ 6 đến 8 tiếng thì con người ta mới khỏe mạnh, mới minh mẫn về với gì, mới có trí tuệ. Nhưng nhà Phật thì bảo ngủ nhiều như thế thì sẽ làm lu mờ trí tuệ. Chúng ta thấy giữa khoa học hiện đại giải thích về cái sự ngủ nghỉ có sự khác nhau với Phật giáo. Khoa học phương Tây, khoa học biện chứng họ cho rằng phải ngủ đủ như thế thì mới làm cơ thể khỏe mạnh, cơ thể khỏe mạnh thì trí tuệ mới sinh ra. Nhưng Đức Phật nói ngủ nhiều như thế chỉ làm cho chúng ta gì? Lu mờ trí tuệ và lòng tham dục tràn đầy mà thôi. Vì sao? Đức Phật nói ngủ sớm dậy muộn làm cho con người ta gì? Lười biếng, trì trệ, dục vọng thì tăng lên. Anh ngủ sớm thì khoảng 3-4 giờ anh thức giấc. Khi anh thức giấc anh mà không dậy, tụng kinh niệm Phật, thể dục thể thao, làm việc thiện, đọc sách, vân vân đó, thì cái lúc đó là sao? Anh nằm anh cứ lăn lên lăn xuống thì dục vọng nó sẽ nổi lên. Con người ta có ăn thì phải có gì? Có đại tiểu tiện, phải có gì? Có thân thể này mà chúng ta chưa tu diệt được dục, lòng dục á, ái dục á, thì dục vọng nó vẫn sẽ nổi lên. Có cái nhiều hay ít của mỗi người mà thôi. Tùy vào sự tu tập, sự rèn luyện của mỗi người mà thôi. Sự kham nhẫn chịu đựng của mỗi người mà thôi. Cho nên chưa phải là A-la-hán thì vẫn còn tâm dục nó khởi lên. Trong kinh Đức Phật chỉ có A-la-hán và thất địa Bồ-Tát trở lên cho đến hàng đẳng giác, diệu giác và Phật thì mới gì? Mới tuyệt dục, tức là mới cạn sạch cái dục vọng. Còn từ lục địa trở xuống vẫn có niệm dục khởi lên, nhưng mà gì? Nhưng mà không hành, không khởi, chỉ khởi lên trong tâm thôi chứ không gì, không khởi lên thực hành cả thân tâm. Hạng chứng được tam quả A-na-hàm thì cũng như vậy, tâm dục khởi lên nhưng mà không khởi lên hành động ở thân. Còn sơ quả tu đà hoàn, những Phật tử tại gia chúng sơ quả tu đà hoàn, Phật nói gì? Lòng dục vẫn còn. Và họ gì? Vợ chồng vẫn còn quan hệ tình cảm với nhau, đó là dục vọng vẫn còn. Nhưng mà họ ở trong tình trạng gọi như là giống như là người ăn no rồi, nhưng mà đến nhà người bạn, bạn thì ép vẫn ăn, ép phải ăn thì ngồi vào thôi ăn một hai miếng để cho bạn vui. Chứ không phải là vì đói mà ăn nữa, nhưng mà gì? Vì muốn cho bạn vui mà ăn. Thì tương tự đấy là cái trách nhiệm nghĩa vụ của người làm vợ làm chồng. Đối với người Phật tử tu hành tại gia chứng được sơ quả tu đà hoàn thì Phật nói vẫn còn lòng dục, tâm dục và ý dục và thân dục khởi lên, nhưng họ không lững lẩy, không lẫy lừng và không nhiều như là những kẻ phàm phu tục tử khác. Cho nên Phật dạy muốn diệt trừ ái dục, ngủ ít là một phương pháp gì? Diệt trừ ái dục. 10 giờ 11 giờ mới đi ngủ, tức là ngủ muộn một chút, mãi đọc sách, mãi tụng kinh, mãi làm việc thiện, mãi làm các việc thiện vân vân đó. Thì khi chúng ta gì? 11 giờ mới đi ngủ, nó buồn buồn như vậy rồi nằm vào ngủ một cái này, chúng ta do buồn ngủ, do mệt, ngáy o được một tí một cái thì lại nghe chuông báo thức là 3 giờ 3 rưỡi dậy rồi. Dậy để làm gì? Dậy để tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền. Nhưng ngoài đời thì dậy để đọc sách, để nghiên cứu vân vân chẳng hạn, thì trí tuệ sẽ tăng trưởng. Chúng ta biết mà học cái giờ đó là cái giờ dễ vào nhất. Bình thường chúng ta học cái lúc đông người nhốn nháo, học cả tiếng đồng hồ chưa thuộc một đoạn văn ngắn hay một bài toán hay một gì đó. Nhưng mà chúng ta dậy sáng học từ 3 rưỡi 4 giờ sáng như vậy, học một chút là gì? Là thuộc ngay. Vì sao? Vẫn con người chúng ta, nhưng mà ở cái cảnh giới nó bắt đầu cái lúc bình minh như vậy, tâm của chúng ta còn thanh tịnh giống như là một tờ giấy trắng. Chưa viết chữ lên thì chúng ta có thể dùng bút để viết tất cả các chữ chúng ta mong muốn lên cái tờ giấy đó. Nhưng tờ giấy chúng ta đã viết loằng ngoằng vào đó rồi thì muốn viết lên thì cũng rất là khó. Tương tự như vậy. Cho nên Phật dạy muốn có trí tuệ thì thức khuya dậy sớm để dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, đọc sách nghiên cứu và hoặc là ngồi thiền vân vân, đều là phương pháp tốt cho gì? Sinh trưởng trí tuệ. Đây cho nên chữ ngủ nghỉ ở đây thực thùy đấy, chúng tôi muốn nói này, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, tham danh, tham lợi đó, tài sắc danh thực thùy đó, chúng sinh á ham mê vào cái đó, cho nên
rất khó để giải thoát giác ngộ. Nay chúng ta tu tập nên bỏ vọng về chân, nhất tâm hoan hỷ tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, chọn lời Đức Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng á, là chúng ta không phải là một phàm phu nữa đâu, chắc chắn không phải là một phàm phu nữa. Cho nên đó, đừng có nghe, đừng có đưa cái tâm rong ruổi, nay thì nghe người này nói cái này, mai người kia nói cái kia. Cho nên Đại La Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Nhất tâm học một thầy trong vòng 10 năm thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu. Tất nhiên người thầy đó phải là người thầy gì? Người thầy tốt, người thầy có đạo đức, có trí tuệ. Chúng ta theo học, nhất tâm học 10 năm chỉ nghe một thầy giảng, chỉ nghe một thầy giảng, 10 năm sau chúng ta sẽ là một người có trí tuệ, không được bằng thầy cũng phải gần bằng thầy. Chúng ta là người có niềm tin kiên cố vào Tam Bảo Phật Pháp. Nếu chúng ta học đạo với một thầy, ông thầy 10 năm, ông thầy đó là người ta, ông thầy có trí tuệ, có đạo hạnh, chúng ta nhất tâm tin theo lời thầy giảng và chúng ta tu tập học theo họ 10 năm trời, hành theo những lời thầy giảng, thì chúng ta chắc chắn sẽ là một người có trí tuệ, không gần không bằng thầy cũng phải gần bằng thầy. Đó. Điều này được minh chứng Hòa Thượng giảng pháp, có một Phật tử ở bên Đại Lục, một vị cư sĩ, một vị nữ cư sĩ, chỉ nghe Phật tử giảng kinh Vô Lượng Thọ 10 năm, nghe đi nghe lại, nghe đến hàng nghìn lần Phật tử giảng, Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ, và hết 10 năm Phật tử này từ cái chỗ là không biết Phật Pháp, sau đó đi nói Pháp gì, nói hết ngày này qua ngày khác gì, không cạn lời, mà nói ra ai cũng hoan hỷ, nói ra ai cũng gì, cũng tin tưởng, và nói ra ai cũng chịu thực hành theo. Đó, chúng ta thấy nghe Pháp 10 năm, hành trì lời Hòa Thượng giảng 10 năm trong kinh Vô Lượng Thọ, sau đó có những cái công đức lớn như vậy, có trí tuệ lớn như vậy, có sự hiểu biết lớn như vậy. Đó. Cho nên nay chúng ta là người học Phật, cũng y theo tôi cũng nên nương vào lời Hòa Thượng dạy để mà học. Không được 10 năm thì 3 năm. Chúng tôi phát nguyện là giảng kinh bộ bản miệng Bồ Tát Địa Tạng này 3 năm. Thọ trì đọc tụng 3 năm. Nhưng mà có thể tới đây gì, nếu mà thấy lợi ích thấy an lạc, có thể nâng lên cho 2 năm nữa đây là 5 năm cũng được, không sao. Nếu giảng bộ kinh này mà mọi người vẫn thấy hoan hỷ, vẫn thấy muốn nghe, vẫn thấy gì, mọi người đọc tụng vẫn thấy lợi ích an lạc, thì có thể gì? Phát nguyện thêm 2 năm nữa, 1 năm 2 năm nữa không sao. Cho nên ở đây thì tóm lại là khuyên Phật tử này nên chân thành tín thọ phụng hành một bộ kinh bản nguyện Bồ Tát này, cũng không nên rong ruổi lắm, làm gì cho nó mệt ra, tham cầu lắm thì mệt, cuối cùng lại trắng tay chả được cái gì cả.